Và quay trở lại với bản tin, Tòa Bạch Ốc đã né tránh các câu hỏi về voice message của Tổng thống Biden gửi cho Hunter Biden về các giao dịch kinh doanh tại nước ngoài. Trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua, người gọi là thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc đã né tránh các câu hỏi liên quan đến những cái voice message mà Tổng thống Biden gửi cho con của mình là Hunter Biden, mà bị leak ra rò rỉ từ cái gọi là cái laptop của Hunter Biden. Nhưng mà khi mà được trả lời thì Tòa Bạch Ốc nói rằng tất cả những cái gì liên quan đến cái laptop đó đều sẽ là vấn đề không được thảo luận. Và Tổng thống Biden đã nhiều lần phủ nhận việc thảo luận về các dự án kinh doanh cùng với Hunter Biden. Và con trai của Tổng thống Biden là Hunter Biden hiện đang bị điều tra liên bang vì các vấn đề liên quan đến thuế của ông, và đặc biệt là bởi các giao dịch với nước ngoài đáng ngờ. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là bà Karen Jean Pierre đã được hỏi vào ngày hôm qua về những cái voice message đã được nói đến, lần đầu tiên được Daily Mail đưa tin. Thì bài cái report mà Tổng thống Biden đã liên quan tới cái voice message này cũng đã từng được nói đến bởi tờ New York Times đăng vào tháng 12 của năm 2018 về tường thuật những cuộc gặp riêng giữa chủ tịch của một công ty về năng lượng của Trung Quốc hiện đã không còn tồn tại nữa, đó là công ty CEFC và Hunter Biden tại một khách sạn ở Miami vào hồi tháng 5 năm 2017. Thì tờ New York Times vào tháng 12 năm 2018 thì họ có đăng cái bản tin đó, nhưng sau đó thì bây giờ không còn thấy nữa. Rồi khi được hỏi về cái voice message này thì bà Jean Pierre, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, được hỏi là tại sao lại có những cái voice message mà Tổng thống Biden nói chuyện với Hunter Biden về các giao dịch kinh doanh của con trai mình. Và nếu Tổng thống đã nhiều lần nói rằng ông cũng đã từng nói chuyện với con trai về các dự án kinh doanh nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả và không có liên quan, thì tại sao lại có những cái voice message đó? Thì bà Pierre nói rằng là trước tiên tôi sẽ nói rằng những gì Tổng thống đã nói là có gọi là có mục đích, có ý nghĩa của nó. Vì vậy, nếu như mà Tổng thống đã làm điều đó thì có thể là điều đó đã xảy ra. Nhưng mà sẽ không có các tài liệu nào bị cáo buộc từ từ cái laptop của Hunter Biden được thảo luận. Và các quan chức của chính quyền Tổng thống Biden và những người mà gọi là ở trong cái cơ quan điều tra đã coi các tài liệu từ cái laptop của Hunter Biden là thuộc về những cái thông tin sai lệch. Nhưng mà các quan chức liên quan đến cộng đồng tình báo thì lại nói rằng là những cái tài liệu ở trong cái laptop, tức là cái máy tính xách tay của Hunter Biden, không phải là một phần của bất kỳ một chiến dịch thông tin sai lệch nào. Có nghĩa rằng những thông tin trong cái laptop của Hunter Biden hoàn toàn là sự thật và nó nằm trong một cuộc điều tra thực sự. Và Hunter Biden đang bị một cuộc điều tra liên bang về các vấn đề về thuế của mình kể từ năm 2018. Đây là thêm một nguồn tin rất quen thuộc về vấn đề này đã cho biết. Dạ thưa bác. Vâng, cảm ơn Mỹ Linh đã cho một cái tin rất là hay. Tin này nó cũng vẫn đeo bám Tổng thống Biden về thằng con mà mắc nết này. Kính thưa quý vị, bây giờ tới một bản tin số 6 của chúng tôi liên quan đến một người phụ nữ Việt Nam mình ở bên Houston, bên Texas, nộp đơn ra tòa quốc tế kiện đòi hàng tỷ Mỹ Kim từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là một bản tin rất đặc biệt trong buổi sáng hôm nay được đài BBC London loan tin, và một số báo đài ở ngoại quốc có loan, và bên Việt Nam thì họ không có loan những cái loại tin này. Tin của đài BBC cho biết là cái công ty Tân Tạo của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến đã bắt đầu thủ tục đưa ra tòa trọng tài quốc tế trong một vụ kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hàng tỷ Mỹ Kim. Thông cáo báo chí của tập đoàn này có tên tiếng Anh là Aitaco, được một số cổng thông tin tại Hoa Kỳ đăng tải, đương làm thủ tục để đi ra nộp đơn kiện ở tòa quốc tế. Tòa này kêu là tòa Enchitro. Kính thưa quý vị, bà này đó nổi tiếng là tỷ bà hồi xưa ở Việt Nam đó, là bà và em trai của bà đều là đại biểu quốc hội thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Bà với ông Nguyễn Tấn Dũng đụng nhau một trận tơi bời hoa lá, té lửa luôn. Bà cũng kiện Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà ông Tấn Dũng lúc đó tức cũng cao lắm, lên gồng đi. Ông đẩy bà này mới trốn đi mất biệt, mất tiêu luôn. Bây giờ thưa quý vị, bà xuất hiện tại Hoa Kỳ, bà có ngồi ở Orange County nhiều lần,
mà có mấy người bạn tôi nói không biết có nói xạo không, nó đi ăn với bà không biết có không. Hồi xưa bà đẹp lắm, thì bà này bây giờ bà lại có tên, bà thi đậu một cái bằng tiến sĩ ở Hoa Kỳ, đậu bằng tiến sĩ tương đối nó cũng dễ thôi. Bà thi đậu bằng tiến sĩ và bà có cái tên mới, tên là Má Già Đen Gia Lát. Má Già Đen Gia Lát mà mình đặt Má Già đã May Già, tức là M A W E, cái là Má Già không, Má Già Đen Gia Lát. Và ở bên Hilton, và bà này kiện với hàng tỷ Mỹ Kim. Thì thưa quý vị, kiện thì kiện cũng khoai, ông Trịnh Vĩnh Bình ra tòa quốc tế mà có nước Hòa Lan đứng sau lưng, chính phủ Hòa Lan đứng sau lưng, ông tỷ phú này nổi tiếng, ông vua chả lò dò Việt Nam mình, ông Hòa Lan kiện bên Cộng sản Việt Nam, nó ra tòa nó thua rồi, nó đền mấy trăm tỷ Mỹ Kim, cuối cùng nó không đền đồng nào. Ông này khiếu nại hoài cũng không có đền đồng nào, làm gì đó. Trịnh Vĩnh Thanh ở bên nước Đức có dân chủ, nó đem người qua bắt cóc, nước Đức phản đối đóng cửa, bây giờ cuối cùng cũng là xong. Đối với những nước cộng sản thì bây giờ họ có những cái quyền lợi của nước Đức hay là của nước Mỹ hay là của nước nào đó, họ quên những thành phần cá nhân này đi, họ lo cái chuyện lớn lợi cho nước họ hơn. Chuyện những nhỏ này kiện chi cho mất công bà ơi. Thôi nhưng mà thôi, tình này Dạ, mà đấy cơ thật sự là đôi khi là biết là con kiến kiện cứ khoai, nhưng mà cứ kiện là để làm chi? Là để cho thấy được cái bộ mặt của nhà cầm quyền. Tại vì nếu như mình không có những vụ kiện này thì sao mình biết được, đúng không? Mà đây là người gọi là có thể nói là có gốc gác nha, chứ không phải là không nha, mình phải nói là người có gốc gác, mà sau khi mà đi tách ra rồi mà còn phải quay ngược lại kiện nữa là quý vị biết cỡ nào rồi đó. không, Cho nếu nên là như Mỹ Linh phải để ý đến hai cái vụ kiện nổi tiếng thế giới là cái vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình và bà này, cả hai người đều là người giàu mà nổi tiếng mới kiện nổi. Còn nếu như một người dân thường ở Việt Nam oan ức thì cùng lắm là ở tù một gông và có chết nằm dưới đất không ai biết tới đâu. Những cái mà lâu lâu mới có một cái chuyện là hy hữu lắm. Cái câu chuyện này ở đất nước của chúng ta thấy là rất là buồn. Dạ, và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến việc có ba người đàn ông đã nhận tội lừa tiền lên đến 350.000 đô la trong một cái cuộc lừa đảo có tên là trò đùa trò lừa đảo các ông bà. Và ba người đàn ông đã lừa đảo 14 người cao niên ở tại Rose Island với số tiền lên đến 350.000 đô la. Và những nhà chức trách mô tả đây là một trò lừa đảo dành cho các ông bà. Luật sư gọi là Zachary Kernhardt đã cho biết trong một thông cáo báo chí, ít có điều gì đáng sợ hơn việc nghĩ rằng một thành viên trong gia đình của mình đang gặp rắc rối, cho nên là những người gọi là cao niên này mới bị lừa. Những bị cáo này gọi là đã khai thác cái nỗi sợ hãi để mà ăn cắp số tiền mà những người ông bà yêu thương con cháu của mình rồi móc túi của họ. Những kẻ phạm tội đó là Brian Espinosa, 22 tuổi, Diego Alencon, 22 tuổi và Jason Hatcher là 40 tuổi đã xuất hiện trong một thẩm phán liên bang ở Robinson và đã thừa nhận là đã tham gia vào cuộc lừa đảo. Kara Hobbs-Manus là luật sư của Hatcher cũng như là Kelvin cho biết là luật sư Kelvin là luật sư đại diện của Espinosa đã bình luận trong một cái email riêng dành cho CNN. Thì họ nói rằng là khách hàng của cô gọi là cô ấy là nhắm vào những cái người gọi là cao niên và những người nạn nhân này là từ 79 cho đến 94 tuổi. Họ làm gì? Họ liên lạc với những cái người cao niên này rồi nói dối mình là thành viên của gia đình của họ. Rồi giống như rồi xong rồi họ làm cho những người này tin rằng là cháu của mình đó, là đã là một nạn nhân, là bây giờ là họ đang dính rắc rối với lại pháp luật và phải cần bồi thường rất là nhiều, giống như là bị liên quan đến một vụ tai nạn xe và sau đó cần gấp cái tiền bảo lãnh. Và sau đó thì những nạn nhân này á, đã được hướng dẫn bởi cái người gọi của mình đó để đi lấy tiền mặt và đưa cho một cái người mà giống như là trường gọi là nhận tiền chuyển đi liền vậy đó, những kẻ đó đến ngay nhà của họ luôn, sau đó đó là lấy các khoản tiền mặt đó, rồi những kẻ lừa đảo này đã lừa đảo các nạn nhân từ chờ những người này bị lừa từ 9.500 cho đến nhiều nhất là tới 85.000 đô la luôn bị lừa, tổng cộng là 14 người và số tiền lên đến 350.000 đô la. Và ở đây đó là họ thấy là một cái người thành viên
của một gia đình mà nạn nhân đó họ nghi ngờ. Sau đó họ giả bộ đồng ý nhưng mà lại gọi cho cảnh sát. Giả bộ đồng ý nhưng gọi cho cảnh sát. Sau đó dẫn cả cảnh sát là gặp ngay luôn cái người phạm tội, đó là Espinosa, người mà sẽ đến là nhận tiền đó. Cảnh sát ngay lập tức tóm gọn luôn. Vâng, rồi hai người đó là Vandas và Espinosa cũng như Alan Khan thì đều đến từ Union City thuộc tiểu bang New Jersey. Hatcher đó thì đến từ New England để tham gia vào vụ lừa đảo, và họ đã lên kế hoạch từ hồi tháng 6 của năm 2021 rồi. Và Hatcher thì đến từ thành phố New York cũng nhận tội âm mưu thực hiện những cái gian lận qua điện thoại và hành động trộm cắp danh tính trầm trọng. Trong khi đó thì Alakin cũng như là Espinosa thừa nhận âm mưu là có hành động gian lận qua gọi là Internet. Vâng, bây giờ thì cả ba người này dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 10 sau khi thẩm phán liên bang xác định được hạn tù của họ phải ở tù bao nhiêu lâu. Trong khi lừa đảo những người lớn tuổi, họ nhẹ dạ cả tin rồi cũng như hoảng loạn, nhất là thương cháu nữa. Nghe nói cháu của mình dính líu tới một vụ tai nạn xe mà có thể là tông chết người nguy hiểm. Bây giờ nhà người ta đang đòi kiện và chỉ cần đưa tiền mặt thôi thì người ta không kiện nữa. Rồi xong rồi là đi rút tiền mặt đưa ngon lành. Nên phải nói thật là đây là một cái vụ lừa đảo mà rất là lớn. Và điều quan trọng là làm sao họ có thể biết được số điện thoại nè, biết được địa chỉ nhà nè, biết được danh tính của con cháu của những nạn nhân luôn mới ghê chứ. Tại vì phải nói chính xác là cháu của bà là ai, ở đâu, là nghề gì rồi này kia người ta mới tin. Có nghĩa là đây là một cái việc gọi là trộm cắp danh tính nữa, rất là nghiêm trọng. Dạ thưa bác. Vâng, thưa, bản tin cuối cùng ngày hôm nay là bản tin mà chúng tôi nói ngay từ đầu, đó là việc mà có thể ở bên Tàu bây giờ có thể đem đào, dưa hấu, tỏi cũng như trái cây khác đến để đào payment để mua nhà. Bản tin này tưởng là tin giật gân nhưng mà cái bản tin mà chúng tôi trích ra đó, nó từ đài London, đài BBC nổi tiếng nhất thế giới. Một số nhà phát triển bất động sản ở bên Tàu cho biết họ sẽ chấp nhận việc thanh toán tiền mua nhà bằng lương thực trong những tháng gần đây vì họ cố gắng thu hút người mua trong một chiến dịch quảng cáo. Nhiều công ty quảng cáo các giao dịch cho phép mọi người sử dụng các sản phẩm như đào, dưa hấu và tỏi như một khoản tiền đặt cọc để mua nhà. Thưa quý khán giả, đây là một câu chuyện mà người ta cho biết rằng cách để tránh né của cái câu chuyện bùng phát về bất động sản ở bên Tàu. Rồi sau đó có nhiều cái thổi phồng mà cái công ty Evergreen Mỹ Đình cũng như quý khán giả cũng còn nhớ là công ty thiếu nợ mà lớn nhất của nước Tàu vỡ nợ, bây giờ trả dần dần. Cho nên cái vấn đề mà bong bóng giá nhà ở bên Tàu nó đương gặp cái trở ngại, cho nên nhiều công ty người ta sử dụng cái mánh khóe này, thay vì đem tiền thì họ đem trái cây, thì trái cây rồi định giá, cái chuyện đó là thỏa thuận thuận mua vừa bán với nhau thôi, nó né được một số luật, có lẽ là như vậy. Cho nên cái tin này nó là một loại tin cũng rất là vui. Vui nhưng cái chuyện này chắc chỉ có bên Tàu nữa. Không ai chấp nhận nổi. Rồi kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý khán giả sẽ có một ngày thứ tư thật bình an và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Good morning, Vietnam, America.